Ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ nâng hình, gọi là mình dựng hình lên đấy. Trước tiên mình sẽ khi nhân bản ra rồi mình thấy những cái giống nhau này. Bây giờ mình dựng vách này trước này. Trước tiên là mình sẽ dựng hình khối này. Bây giờ các hình này giống nhau này, xóa đi này. Bắt đầu mình dựng lên này. Mình chuyển sang chế độ nhìn 3D này. Bỏ hết group ra này. Trước tiên mình sẽ nâng này. Mình kéo. Mình nâng toàn bộ thằng này lên. Đang dập vào 5 phân đúng không? Mình nâng lên 5 thôi. 5 phân thì thường là người ta bắn, nếu bắn vào nền thanh sắt là 2 phân. Thanh sắt 2 phân cộng thêm miếng gốm 5 ly là 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi là kia, còn 2 phân rưỡi là đủ tấm. Tấm B10 thì cả nâm châm của nó rơi vào 2 phân 3. 2 phân rưỡi nó thụt xuống tí cũng được, hoặc lúc đấy người ta chèn thêm alu 3 ly vào nữa cũng được. Đưa lên này. Tiếp theo mình sẽ dựng như này nhá. Trước tiên mình sẽ dựng cái thằng B10 trước này. FA tức là cái đổ nền. Đấy như cái mình đang làm đấy. Mình đổ nền thằng này trước này. Ok. Tiếp theo mình đổ nền thằng này này. Mình bấm Ctrl để bỏ thằng này đi. Và mình đen cái vector, cái đường vector này đi. Lại chọn lại cái đường vector này. Tiếp theo chọn những thằng này. Rồi mình bắt đầu đổ nền cho nó. Bấm Ctrl bỏ hai cái thằng này đi. Để đổ nền cho tất cả những cái còn lại, là những cái nào được bôi đỏ bỏ đi rồi thì còn những cái bôi đỏ này mình lại bỏ. Mình sẽ lại đổ nền tiếp và mình xóa cái đường vector đi. Xóa đường vector đi để tránh trường hợp khi lên hình xong nó vẫn còn cái đường vector màu theo layer như này. Bấm hình này, cái này đã sử dụng xong rồi mình xóa đi. Tiếp theo còn thằng này. Chọn tiếp thằng dưới này. Lệnh F, lệnh đổ chéo. Coi như vậy đi vì mình chẳng biết nó là cái gì. Mình làm thì mình chỉ tra trên mạng. Cần tìm cái gì thì mình tra ở đấy. Tức là bạn ghi gì vào đây, bạn ghi chữ Rotate 2D, 3D. Xong rồi bạn ghi cách ra chữ Rinho vào trong YouTube là nó sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ. Xong vậy khi mà dựng hình xong rồi thì các cái đường vector nó vẫn còn hiện màu đỏ là bạn đang lựa chọn nó, thì bạn bấm đen đi. Đấy, coi như hai thằng này đang rời nhau thì bạn chọn thằng nào. Bạn nhớ nhá, chọn cái thằng bạn vừa tạo này. Nâng lên cho bạn xem này. Đấy. Với thằng này bạn zoom nó vào, vì về sau cái này sẽ là cái mà bạn bóc tách. Còn về sau còn chỉnh sửa cái bóc tách nữa thì cái đấy về sau các bạn sẽ lúc bài bóc tách mình sẽ nói cho các bạn. Mình sẽ zoom nó vào. Khi zoom vào rồi thì mình sẽ, lúc đó mình sẽ thường là mình làm luôn cái lệnh. Vì thường mình làm thì mấy khi người ta chỉnh sửa chỉ một hai cái thôi, còn những cái nào mình không chỉnh sửa mình bóc tách được thì mình thường phải tách cạnh nó ra luôn. Nhớ chỉ tách cạnh này thôi nhé, cái cạnh trên là nó bóc hết ra đấy. Chưa phải, ok. Xong rồi bắt đầu mình đổ bóng, đổ màu này. Cái vật liệu hôm trước các bạn, hôm trước mình đã bảo dạy các bạn cách đổ vật liệu ấy, thì lúc đó nó có đen bóng này. Tiếp theo là cái màu này, bây giờ màu hắt sáng thì mình để nguyên màu trắng này cũng được, hoặc lúc đó mình cho nó sang màu gì, nhưng thường mình để màu trắng này đi. Tiếp theo cái này là người ta dán alu gương.
mình sẽ làm alu gương vàng lên, dán alu gương vàng lên. Rồi gương vàng này nó hơi bị chói nên mình cho nó xuống còn có 60 thôi. Rồi mình chuyển thêm cái màu gold vào nữa. Rồi cho giảm bớt độ chói đi. Tiếp theo cái này mình sẽ làm tấm B10. Tấm B10 là một cái hình ảnh bất kỳ cũng được để nó tượng trưng thôi. Còn khi mà thật ra là nếu mình có thời gian, mình sẽ làm cho các bạn về render 3D sang cái phần Lumion, thì bạn có thể thêm video vào cái đoạn này và bạn quay video thì bạn sẽ thấy hình ảnh chạy video trên B10 này đúng như vậy luôn. Máy mình thấp nên thực ra là mình không làm render. Render máy mình chạy nó chậm lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ cái này mình chưa có B10 đúng không? Chưa tạo một cái gọi là B10 thì mình sang object này. Mình tạo một cái bút ra này, mình ghi chính là B10. Ok. Tiếp theo mình sẽ chọn hình ảnh. Mình đưa một cái hình ảnh bất kỳ vào làm sao cho nó giống giống B10 là được. Như này chẳng hạn. Ok. Đấy. Và xong rồi thì mình sẽ phải group nó vào hết. Để mình copy nhân bản cho nhanh. Thứ nhất mình phải group cái này để có thể là mình sẽ chỉnh sửa cái này hát sáng. Hát sáng cái này dán mica thì có thể mình để màu trắng, hoặc là mình sẽ phải chuyển sang màu khác cho nó nhìn nó đỡ bị gọi là trông nhìn nó giả. Vậy thì đây mình tạo luôn một cái mới đi, mình gọi là hát sáng tím đi. Chọn phần color, chọn màu tím. Ok. Đấy, chọn thằng này, chọn thằng gương vàng, chọn thằng B10, chọn khối của nó, group nó vào. Lúc nào bạn group nhé, group vào chuẩn chuẩn. Tiếp theo những cái mà bây giờ bạn sẽ copy nó sang. Copy sang những cái đây là bắt vào tự vào tin rồi thì cứ thế bạn đưa sang thôi. Rồi ok. Đấy là bạn đã có này. Tiếp theo bạn làm gương vát. Gương vát thì nó có những cái gương này. Cái nào giống nhau bạn xóa hết đi. Mình cứ giống nhau là mình xóa hết đi. Còn để lại một hai cái để dựng hình. Vì sao mình để hình cái vector? Vì mình bảo các bạn làm vector, vector để về sau bạn dựng hình cho nó chuẩn. Còn nếu vector mà những vector mà hình mà không liền nhau khít thì sẽ rất khó offset hay là làm những cái gọi là dựng hình. Nó đổ bóng vật, đổ nền vật liệu đấy. Đây, giống nhau xóa hết đi. Hình này chưa có này. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo bây giờ gương của nó là rơi vào bao nhiêu nhỉ? Gương của mình rơi vào 4 ly. Mình kéo toàn bộ nó này. Cái phím tắt của mình là X này. X chốt. Đây là mình đã được tự động thêm tham số yes, tức là tự nó phủ kín tất cả các bề mặt. Còn nếu bình thường bạn dùng lệnh X chốt thì nó sẽ chỉ có dựng cạnh lên cho bạn thôi. Mình cho lên là 5 ly đi. 0.5. Bắt đầu mình xóa hết các diềm đi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm vát vào. Vát vào theo gương như kiểu gương thủy ấy. Thì mình sẽ chọn sang cái chamfer. Đây, chamfer vát. Thì bây giờ đang chỉ số là 1. Thường mình vát vào mình thấy gương người ta làm là 2.5 đến 3 phân, thì mình cho là 2.5 đi. 2.5. Mình ghi luôn 2.5 vào đấy. Bắt đầu mình chọn cạnh này. Chọn cạnh để chamfer này. Nó có hai cạnh nhé, nên bạn phải ấn Enter để xong vậy để chọn cạnh tiếp theo, cái chỗ mà nó trùng nhau. Ok, xong hết rồi đúng không? Chữ phải này, Enter này. À, cái này nó khi mà bạn chamfer nó quá cái độ chéo. Độ chéo này, độ chéo tính theo của nó là góc 45 độ, nên nó sẽ bị đưa những cái này ra là lỗi này. Control Z lại này.
thì lúc đó bạn sẽ hình dung là 3 phân, cái này 5 ly thì bạn chỉ có transfer được 5 thôi, chọn vát thì mình xem trong đây nó có chỉ số gì khác không. Trên S này. Thôi tìm lâu. Mình không cần thiết cái này vì ít khi mình làm. Có thể các bạn sẽ transfer theo kiểu có rất nhiều cách để các bạn transfer nhé. Một, các bạn làm như này, hai là các bạn offset nó vào 2.5 này, vậy 2.5 bạn nâng hết nó lên 0.5, bắt đầu bạn đổ nền nó, rồi mỗi thằng này chọn thằng này ép xóa đi, xóa đi đấy, bạn nhìn thấy gương chưa? Rồi bạn zoom nó vào. Rồi bây giờ bạn chuyển nó sang màu gương là màu alu gương bóng ấy, gương trắng đấy. Thế là bạn có một cái gọi là cái alu, gọi là cái gương cách thủy. Bắt đầu lúc này thì bạn bắt đầu nhân bản, nó nhân bản sao cho nó phù hợp. Cái này đang là cạnh không đều nhé, kéo sang 180 độ. Rồi nó bạn nhân bản này,
Ok. Đấy. Bây giờ bạn đã có một cái vách bên này, tiếp theo bạn đưa sang vách bên kia. Kéo sang, đưa sang. Hình này là dùng này. Giữ nguyên này, kéo toàn bộ này. Ctrl A bỏ cái này đi này. Tiếp theo chuyển nó vào đây. Xóa những cái không cần thiết gì này. Này không 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 này. Rồi ok. Tiếp theo dựng hình này. Bỏ hết group này. Tiến lên 6 phân này, 5 phân này. Tôi lên thằng này này. Tôi lên thằng này này. Xóa cái gì này. Đầu nổ lên bọn này. Bỏ hai thằng này ra. Tôi lên thằng này, xóa đi. Xóa đi. Cái thao tác nào mình từng thao tác một mình làm hơi thủ công vì mình không có, mình cũng không biết nhiều về những cái P10 này, chọn cái này, này đèn bóng này, alu gương này. Đấy, bạn chọn vật liệu nó đơn giản, chọn thằng này hát sáng tím này. Ok. Tiếp theo xong bọn này. Thì cái này thì là đang những cái này là giống nhau này. Bỏ đi này. Rồi. Tiếp theo là gương này. Xoay ngược lại, xóa bớt những cái này đi, không nó hay bị nhầm.
Cứ quên xóa. Đấy. Thế là bạn đã có cái tiếp theo. Thường mình sẽ ấn này cho nhanh. Mình làm hơi thủ công nên các bạn đừng có chê nhé. Thật ra là mình chỉ có cái là mình cũng đi từng tí tìm học nhưng tụi chẳng ai dạy cả mà khó lắm, người ta khó nói lắm nên đây là những cái mà kiến thức về sau khi mà mình làm va vấp rồi thì mình mới có được những cái như này. Thì có thể là mình làm hay thủ công vì thật ra là mình cũng không, công việc của mình nó chỉ đơn giản là nó cần như vậy đủ, mình không cần cầu kỳ thêm nên mình cũng không tìm hiểu thêm, khi nào cần thiết lắm thì mình mới tìm hiểu thêm để mình làm thôi, còn không là mình sẽ sử dụng y nguyên lại. Mình có dùng thao tác phím nhé, các bạn phải để ý khi nào các bạn thường các bạn thấy như này là các bạn làm quen rồi thì các bạn phải hiểu nó là copy, còn không thì bạn nhìn xem mình ấn phím gì nó hiện lên trên phần comment này, bạn dừng lại tí là bạn sẽ thấy. Các bạn nhớ khi copy các bạn phải bắt đúng vào góc nào các bạn muốn di chuyển nhé. Rồi, ok bạn bật lại. Cái lúc nãy mình đã group toàn bộ rồi. Xóa đi. Tiếp theo mình sẽ đưa cái này. Cái này mình cũng đưa lên 6 phân. À, đưa lên 5 phân. Đổ nền cho thằng này này. Đổ nền cho thằng này này. Xóa cái trong này. Khi mà mình tích vào những cái đấy nó mất màu đỏ đi là mình bấm dưới Ctrl nhé để bỏ những cái lựa chọn đi. Ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ chọn sang màu alu cương này, cái này là B10 này, cái này là hương vàng này, ta chọn cái này là hắc tím này. Đấy, thế là mình đã có thêm một cái patch tiếp theo. Cái chỗ 1 mét này thì bắt đầu mình lại cho nó ra thôi.
group nó vào để nó xóa sang riêng. Ok, mình có cái bách này. Rút nó vào là copy sang bên đây. Đấy, mình có này, tiếp theo mình dựng vách. Tiếp theo mình dựng vách này này, bỏ hết group ra này, xóa toàn bộ cái đối xứng này, mình thiếu mất một cái này để ra này. Rồi còn nào giống nhau không? Không đúng không? Tiếp theo mình bỏ hết group thằng này ra, nâng lên này. Cái này mình nâng lên 5 phân thôi cho đẹp. Cái này nâng lên 6 đi. Nâng hay không như nào đấy tùy các bạn. Nâng sao cho nó hợp lý là được, vẫn đủ độ phát sáng là được. Tiếp theo là mình làm. Thường nếu như kiểu bây giờ là một khối không thì mình sẽ bỏ này đi này. Đấy, ví dụ như kiểu bây giờ mình làm một khối không này. Đấy, một khối không nó sẽ như này, không có khoét lòng khoét liếc gì cả. Cái này thì mình đổ đen này, giữ này, FA này, xóa đi. Mình làm thủ công từng một khối một để mình tránh trường hợp nó bị lỗi, mình không nhìn ra. Mình không biết là các bạn, mình không biết là các bạn tìm hiểu làm ở đâu những cái mà nó gọn hơn, còn mình chưa tìm ra được. Còn mình làm như này thì mình sẽ tránh trường hợp. Đây mình cho cái hát tím nữa này, nó bị lỗi. Mình biết được từng cái một. Ví dụ lỗi như này này. Đây mình làm xong này. Cái này mình dồn rồi. Lúc nào mình phải cắt cạnh ra. Không phải sau khi đi mò lại lâu lắm. Đây này. Khi mà một số lần mình làm ấy, thừa điểm thừa ấy thì nó sẽ, một là cái này nó vào giữa thế này. Đây mình bấm giữ mình di được, cái giống mũi tên này nhá. Bạn thấy như này bạn phải chỉnh sửa, bạn bấm đây bạn di ra đầu này thì nó mới cân đều, nó chạy xung quanh. Còn nếu không bạn đưa ra đây nó sẽ bị chéo hình. Tức là hai điểm cùng hai cái cạnh này đi thì nó sẽ bị chéo hình, mình thử cho các bạn xem nhé. Đấy, hình của bạn sẽ bị hỏng. Hay là thỉnh thoảng một số lỗi của bạn, bạn vẽ nó thừa điểm, nó nằm ở ngay vị trí này thôi. Hình vẫn đẹp, góc này vẫn đẹp, nhưng góc này bóc bị hỏng. Đó. Đó nên các bạn phải lưu ý những cái trường hợp đấy. Nên các bạn lúc nào cũng phải để cho nó cùng vào góc nhọn đi như này, không thừa điểm. Nên vì sao mà mình bảo các bạn vẽ phải để ý không thừa điểm, không để các điểm nó rời rạc nhau mà nó phải gọn về một hình. Xóa đi. Hai cái này là ăn gương vàng này.
Vì sao đấy, mình để cái này là nó gọi là giả gương, vì mình không lên gender nên mình làm cái này thì các bạn nhìn trông nó như gương trong một đèn màu tối, giống như cửa mica khác chẳng hạn. Các bạn càng làm nhiều các bạn sẽ nhanh tay hơn, khi các bạn đã làm nhanh tay các bạn nhớ ra rồi thì các bạn đi tìm hiểu ở những cái người mà người ta hỗ trợ phát triển, người ta export ra một loạt hay tặng khối hàng loạt để các bạn học, các bạn mua, thì cái lúc đó thì các bạn mua những cái đấy thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng còn nếu các bạn mà không thực tập, các bạn mua luôn vào hay các bạn sử dụng nó sẽ rất khó. Mình thấy trên mạng là có rất nhiều bạn, các bạn anh làm sẵn những cái bộ tool, bộ bộ plugin nó bóc tách ra cho các bạn một phát tổng thể luôn, chứ không phải bóc lẻ đơn lẻ như mình thì thật ra mình hơi cầu kỳ một tí, vì mình thì làm chuẩn chỉ các file nó bóc ra nó không bị hỏng, nên thành ra là lắm lúc là mình không cần những cái đấy, vì mình lại còn đến cả xếp thì mình chỉ xếp tay chứ mình không bao giờ xếp theo như vậy, vì khi mà mình cắt CNC mình và mình là người trực tiếp thi công, thì khi mà cắt xong mình biết được khối nào của mình thiếu, khối nào của mình hỏng, và mình kiểm soát được lượng khối với lượng vật liệu của mình đang có. Này cho đèn bóng hết đi cho nó điệu, chứ gương vàng cả xấu. Ok, bây giờ mình tiếp theo là da. Bây giờ cái này là tượng trưng da nhé, mình ếch chút nó lên này, ba phân này xóa đi, và mình FC là chamfer là cái mà chamfer cong, lúc nãy mình là chamfer thẳng, còn đây là mình chamfer hình cong. Mình không dựng da kiểu cầu kỳ, mình dùng cái này luôn. Một thì hơi ngắn, mình cho lên hai đi, mình ghi phím tắt của mình là FC, mình ghi số 2 luôn. Đấy. Ok, coi như mình chạm phơ ra như này. Thiếu mất một khối gì ở đây vậy? Đấy, như lắm lúc mình làm mình thiếu như vậy thì mình sẽ lại sử dụng cái bên trên này, mình đưa xuống. Alt đưa ra, bỏ hết group đưa ra. Có thể khối này mình chưa vẽ. Không thì mình vẽ tổng thể này luôn, một khối to như này luôn đi. Đỡ lằng nhằng bọc ra lâu. Khi một lần bạn chamfer là bấm 2 rồi thì tất cả những lần sau bạn sử dụng nó vẫn sẽ là 2 bạn nhé. Ok. Da này cho da màu vàng đi. Da dòng vàng đi. Rồi, tiếp theo cái này mình cho da màu đen. Mình chưa có da màu đen đúng không? Da dòng vàng mình đút ra này. Da đen. Chọn ảnh. Chọn skin cho hoa mai. Ok, đấy, thế là mình có da hoa mai, da rồng. Tiếp theo cái này mình cho màu hoa mai đi, mình thích làm da hoa mai hơn. Cái này mình chưa có này.
Hoa mai hết đi. Điểm cái này da trắng. Chưa có da trắng. Mình sẽ làm thêm cái da trắng nữa. Rồi tiếp theo mình nhân bản nó xong lên đây. Ok, bây giờ mình có một cái vách TV. Còn cái trần này tại mình thời gian mình không có kịp để làm, mình đang làm vội cho khách nên cái trần này mình sẽ làm copy luôn ở bên đây sang để mình dựng view 3D lên cho các bạn xem. Đây. Tiên là cái này. Cái này. Cái mình cần. Đây. Căn cứ. Copy sang đây luôn. Rồi, ok. Tiếp theo mình đưa cái dọc này vào này. Úi giời. Dài vậy. Úi giời. Tại đây là mình vừa mới chuyển máy nên các cái file của mình đang bị mất, nên nó bị ảnh hưởng là nó mất các ấy đi, các hình ảnh như này tự dưng sáng cái vector nó bị nhầm. Đây là mình đang đưa nhầm này. Thật ra các bạn làm sẵn cơ sở dữ liệu để về bạn lưu lại, rồi các bạn về sau các bạn tự đi nhân bản nó lên đơn giản ấy mà. Copy sang. Bóc tách cũng vậy. 1, 2, 3. Rồi. Bỏ thằng này đi. Đấy, có một cái trần lật sang bên đây nữa, nó tầm nào, tầm này. Rồi tiếp theo hai thằng này. Nhầm. À, thằng này đưa sang đây. Rồi, ok, mình xóa cái này đi. Đấy, coi như là mình dựng hình xong, tương đối là xong rồi. Thường như này mình sẽ coi như mình về sau mình bóc tách, mình vất sang đây, mình đưa lên đây thôi. Cũng giống như cái bản này. Bóc tách xong đưa lên đây, xếp file đưa ra. Nhưng đây mình bóc vào gương đây. Đấy, đây là cách bóc. Hôm sau mình sẽ chỉ cho các bạn cách bóc đấy. Còn bây giờ mình sẽ làm cho các bạn view. Thường là máy tốt nhất là cũng không nên
nghĩ là máy mình khỏe lắm. Cứ tốt nhất bạn cứ tối ưu file bao nhiêu thì bạn càng làm nhanh và bạn càng gọn gàng bấy nhiêu. Coi như bây giờ bạn đã có xong một file này, bạn lưu vào. Bạn chỉ copy có mỗi cái phần 3D này thôi, Ctrl C. Và bạn tạo một file mới. Template chuẩn như hôm qua bạn bảo đấy. Hôm qua hôm trước mình dạy các bạn. Ctrl V vào đây để mình làm một cái view. Trước tiên là mình sẽ đưa cái này vào đây này. Group nó vào này. Đưa nó vào đây. VA là xoay. Đưa vào đây. Rồi. Group nó vào, đưa nó vào đây. Rồi. Ctrl G. Bạn nên nhớ nhé, cái hình này khi xoay lại bạn sẽ bị ngược. Đây mình đưa cái file ảnh vào. File ảnh đây. Đây. Khi bạn vẽ theo mặt đứng như này thì là như này, nhưng tụi bạn nhìn khi mà quay ra trực tiếp, quay từ bên trong lòng ra là cái hình này đang bị ngược nhé. Bạn phải mirror nó sang. Rồi, đưa nó vào đây. Đưa nó sang đây. Tiếp theo thằng này. Tiếp theo thằng này. Vì hình nó, vì kích thước nó không chuẩn, nhưng mình lúc nào cũng phải làm trên kích thước vuông, nên thành ra là các bạn không nên cầu kỳ quá, kệ nó đi. Cứ đưa vào như này đã. Tiếp theo sang From, chọn cái hình đấy, sang From. Thứ nhất bạn nhìn thấy điểm đỏ này chưa? Đấy, nó đến đây thôi. Bạn bắt đầu lại dựng nó lên 90 độ. Tiếp theo thằng này, chọn thằng này. VA. Nếu bạn đưa như này mà nó thiếu vòng tròn đi là phải, bạn phải trừ nhé, trừ 90. Xong rồi. Chọn thằng này, VA. VA. Rồi tiếp theo thằng này. Tìm ra đây. 90. Ok, bây giờ bạn sang chế độ nhìn 3D. Thằng này chưa lên vậy. VA này. Sang right này. Không phải, sang from này. Rồi. Đấy, bây giờ bạn đã có góc nhìn này rồi nhé. Tiếp theo cái trần này, bạn phải group nó vào. Vì tất cả cái trên group rồi nên bạn kéo cái này không qua của không qua được cái hình, những cái hình group này rồi, nên thành ra chỉ có chọn được mỗi cái trần thôi. Bạn xoay đi vào right chẳng hạn. Cái trần này xem nào. Nếu mà bây giờ bạn xoay xoay úp xuống nó sẽ bị ngược hình. Các bạn phải lưu ý khi mà làm những cái này, các bạn phải để ý những cái ngược hình nhé, khi nhìn trực tiếp trực diện ở đâu. Nên bạn, các bạn cứ xoay đi đó này. Đây mình xoay này 180 độ, nó úp xuống. Rồi ok, nó bị ngược đúng không? Bạn bắt đầu cân đối xứng từ tim nó sang. Vì khi cân đối xứng sang thì nó vẫn đang lựa chọn cái bạn copy. Còn cái copy ra rồi thì nó không được lựa chọn, nhưng bạn bấm đen đi. Đấy, thế là bạn đang có cái này rồi. Hình ngược đây. Tiếp theo, bây giờ nó đang là lên tất cả các khối này của bạn. Khối cao nhất là giật cao 6 phân. Vậy thì mà cái này 3m thì nó sẽ là còn 2m94. Bạn nâng lên 2m94. Đấy, nó vào các góc này.
Đấy, coi như là bây giờ bạn đã có một cái view tổng thể. Bạn sẽ lưu vào. Thường một tên file vừa rồi là mình bảo file kia, bây giờ mình lưu thì nó sẽ cũng nằm trong thư mục đấy. Bạn cứ thêm chữ view vào để khi mà bạn chỉnh sửa hay làm gì, bạn cũng có thể có file để lấy ra để chỉnh sửa lại hay là làm lại. Và tiếp theo là bạn sẽ quay, làm video để quay. Bạn đưa như này. Đấy, bạn xem da nỉ gương vàng. Đấy, đây là một cách đưa hình ảnh lên, dựng hình lên của mình. Vì mình làm như này là vì máy cấu hình yếu nên mình chỉ làm giả, kiểu dạng giả 3D như này. Nên vì sao hôm trước mình bảo các bạn đặt ví dụ như những này mà các bạn chọn sang Object, các bạn chọn sang Meta thì các bạn phải dùng luôn cái default Meta này, chứ các bạn không sử dụng những cái mặc định của nó, cái mặc những cái mà nó có đây này, trong đây. Khi mà những cái này của bạn chọn thì thường là lắm cái nó phải có ánh sáng nó mới hiển thị, còn trong cái này không có ánh sáng đâu, ánh sáng này ánh sáng giả mà lắm lúc bị tối như này đúng không? Căn chỗ Z lại cái hình này, các bạn bị tối bị che như này đúng không? Các bạn về top này, về gender này, đây là grid point line, tức là thêm một điểm sáng này, bạn đưa vào đây này, đưa vào cái này nó chỉ hiển thị ở sharp và wireframe chứ nó không hiển thị ở phần gender, nên các bạn cứ để gender nhưng các bạn cứ lựa chọn nó đi, rồi các bạn đưa vào, rồi vào phần này các bạn nhìn sẽ không thấy, mà rất khó lựa chọn nó khi nó không thấy nó rồi. Đây, trừ khi kéo như này, kéo không được. Đấy, đấy, các bạn thấy sáng tổng thể chưa? Mình căn chuột xét lại nhé. Đấy, khi mà chưa có ánh sáng này, căn chuột y tiến lên này, thì có ánh sáng vào. Mà khi các bạn vẽ ở cái bản thực tế của các bạn chứ không phải bản view này nhá, thì đừng nên cho ánh sáng vào, không là nó tối mờ hình đi, lúc đấy các bạn bị loạn nhá. Mà tối ưu hình bằng cách là các bạn giảm bớt những cái không cần thiết đi, có một bản 2D và một bản 3D để các bạn dùng lại, và gọn gàng bao nhiêu thì các bạn lấy hình dễ bấy nhiêu và sử dụng file nhẹ nhàng bấy nhiêu. Đấy, đây là cái trần view có góc. Ok, đấy, xong có gì mình sẽ làm thêm bài bóc tách nữa cho các bạn tìm hiểu thêm. Có gì những cái vấn đề gì mà các bạn không hiểu thì có thể các bạn sẽ comment lại cho mình để mình xem, vì thật ra là mình không chuyên sâu, mình biết đến đâu mình chỉ đến đấy, có thể thiếu sót các bạn cần biết cái gì cứ comment, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn, mình sẽ tổng hợp lại.